Em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị các bạn thân yêu gần xa. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng giới thiệu cho chị một mẫu xe theo rất nhiều yêu cầu của anh chị các bạn thân yêu, rằng muốn mua một mẫu sedan hạng D nhưng tầm tiền chỉ có nhô 400 triệu một chút thôi. Thì em An hãy giới thiệu cho anh mẫu xe đó. Thì ngày hôm nay thì em An đã về được một em xe mà có lẽ là nhìn thôi là chị cũng đủ thấy đẳng cấp và thương hiệu rồi. Đó, một em xe trong rất nhiều em xe. Thì đây, ngày hôm nay em An sẽ lên sóng theo yêu cầu của anh chị với một chiếc xe sedan hạng D với tài chính của anh chị nhô 400 triệu. Và chính xác là giá bên em đang niêm yết là 429 triệu cho một em Toyota Camry bản 2.4G sản xuất 2008 anh chị nhé. 2008, và anh chị cùng nhìn ngắm qua một vòng mẫu xe Toyota Camry đây. Một mẫu sedan hạng D mà bất cứ người nào cũng muốn sở hữu, đặc biệt vào những cái thời điểm 2008 thôi, thì đó quả là một gia tài đúng không chị? Đó quả là một gia tài. Và em xe này thì chất xe còn rất là đẹp và liền lạc 2008, nhưng mọi thứ nó còn rất là ok gì ạ. Đây, và anh chị cùng chiêm ngưỡng một vòng mẫu xe này. Em này đeo biển tỉnh anh chị nhá, biển tỉnh. Hôm trước thì em An có tổng hợp thì có mấy anh chị có kêu em An là quay chi tiết mẫu xe này. Xe này thì bộ mâm và bộ vỏ khá là đẹp và dày, mâm mới tinh luôn nhá. 2008. Đây. Đó. Màu đen anh chị nhá. Và anh chị vừa nhìn qua một vòng nội thất còn khá là phần dàn đồng bên ngoài còn khá là liền lạc và căng, nước sơn đồng nhất. Đấy, cụm đèn pha là dạng thấu kính anh chị nhá. Cụm đèn pha dạng thấu kính. Đó. Toyota Camry, một mẫu sedan D. Nếu mà trong trải nghiệm sau tay lái thì rất là tuyệt vời, cảm biến trước sau cũng được trang bị sẵn rồi. Đó, cho mẫu Camry đây. Đó. Xinh nhan tích hợp ở gương chiếu hậu kia. Đây. Và đây là bộ la răng 16 anh chị ạ, la răng 16 còn đẹp lắm. À, la răng rất là đẹp luôn. Răng 16 này. Đó. 2008 nhưng em An vẫn cam kết cho anh chị là máy số khung xương nguyên bản. À, vẫn là cam kết cho chị nha. Đây, đây là những cái đường lườn này. Đó, còn rất là chất. Nói chung là em xe này thì cá nhân em An quan sát và đã để ý thì thấy chất xe đẹp và liền lạc. Đó, tất cả những cái chi tiết này cũng đã có rồi này, lẹp kính ha. Nội thất đây. Nội thất của mẫu Camry này rất là sang này chị này, nội thất ghế da nguyên bản kết hợp với những cái vân gỗ màu xám nhé. Vân gỗ và nội thất là màu kem xám ha. Đây, những cái nút bấm này theo thời gian còn đẹp ha. Đó. Keo chỉ là bao zin luôn chị luôn. Mẫu xe Toyota Camry này 2008 2.4G. Đó. Ghế da đây. Ghế da theo xe còn đẹp ha. Ghế điện. Tất cả những cái chi tiết xe còn rất là liền lạc và đẹp. Đó. Vô lăng 4 chấu chứ, vô lăng 4 chấu. 4 chấu đây. Đó. Và xe này thì màn hình cam lùi có rồi. Màn hình giải trí cam lùi có rồi. Điều hòa auto. Đó, ok. Hai vùng độc lập anh chị nhá, điều hòa hai vùng độc lập. Máy lạnh còn khá là ổn này anh chị này. Đó. Ok. Camry. Và điều đặc biệt mà em An nói với chị rằng những anh chị nào đã đi Camry hay là Altis thì cũng biết, nếu mà Camry mà đời này cái táp lô này còn nguyên ấy, thì cũng có xe rất là đẹp anh chị. Thường thường là dòng Toyota Camry hay Altis ấy, khoảng hơn chục năm là cái táp lô này nó phải thay, nó chảy nhựa chị nhá, chảy hết luôn. À, em ăn mua nhiều chiếc xe mà về là phải thay cái táp lô này. Đó. Em này thì vẫn còn zin nguyên. À, mới tinh luôn. Các học chứa nước. À, mọi chi tiết còn rất là đẹp luôn ạ. À, cho một em xe Toyota Camry này. Nhìn vẫn rất là đẳng cấp luôn anh chị. Đi mấy cái mẫu này thì thực sự với chị rằng nếu mà chị nào mình không để ý về đời thì đi những em xe này thì nó còn đẹp và nó đầm lắm, còn cực kỳ đầm thì nó đẳng cấp đúng không ạ. 2008 chị ạ. Đấy, 429 triệu là giá là còn thương lượng. Và hàng ghế bên sau thì anh chị ngồi nó thực sự là thoải mái đúng không ạ. Đấy, hàng ghế của ông chủ rồi. Đấy, ngồi sau những cái mẫu xe này thì anh chị ngồi nó thực sự là tiện nghi đúng không ạ, và cảm giác ngồi sau ghế lái nó cũng rất là thoải mái ha. Đấy, ngồi sau cái hàng ghế này với ghế da nguyên bản theo xe ngồi rất là thoải mái, dễ chịu lắm. Hốc gió điều hòa trang bị hàng ghế sau nhé. Trần nỉ zin, trần nỉ zin còn rất là sạch sẽ ha.
Đây, và em An đang ngồi sau hàng ghế thứ hai và sẽ cho chị coi phần hàng ghế phía trước nhé, cũng như là không gian lái phía trước rất là thoải mái. Nói chung là mẫu này thì nó rộng rãi, rộng rãi, nhưng chi tiết thì bên em chắc chắn là bao cho chị là không cấn đụng đâm xô, đấy là tuyệt đối bằng văn bản này chị nhé. Dù đời thấp hay đời cao thì em cũng phải lựa những chiếc xe nó còn đẹp và còn chất về phục vụ anh chị ha. Toyota Camry 2008, mẫu xe này đang là 429 triệu, em An có thương lượng giá cho chị luôn. Tầm tiền này thì anh chị hiện tại chỉ mua được một mẫu xe hạng A thôi, đúng không ạ? Chứ hạng B thì cũng, nếu mà số tự động mà mua mới thì không mua được. Hạng B mà số tự động này chị có thể mua được Vios hay CT đời 16-17. Ok. Bốn mắt cảm biến sau chị nhá, cụm đèn hậu sau thì những cái bóng halogen thôi. Halogen thôi, truyền thống, hai này là phản quang. Phần gầm xe đây. Đấy. Mấy bên em xe 14 năm tuổi rồi nhưng phần gầm xe thì anh chị thấy là nó còn cực kỳ là sáng và đẹp ha. Đấy, gầm xe còn rất là sáng. Phần khoang hành lý ở một em Camry thì nó rất là rộng rãi anh chị ạ. Đấy, rộng rãi lắm. Đấy, tha hồ ơi, chị để đồ luôn. 2008 mà nhà nào mà có tiền mua được một em Camry như này thì đúng là phải là rất là giàu. Rất là giàu mới mua được một em Camry này, đúng không ạ? Và thời điểm đó thì rõ ràng mua được một em Camry này thì nó thể hiện sự giàu có và đẳng cấp rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì cái tầm tiền mà anh chị sở hữu em này nó còn hơn 400 thôi. Tầm tiền rất là vừa phải để anh chị trải nghiệm, đúng không ạ? Để trải nghiệm những mẫu này. Và mấy mẫu này thì anh chị đi bây giờ thì cũng không có lỗ được quá là nhiều nữa đâu, không có lỗ nhiều đâu. Đó. 4 thang đĩa chị nhá, 4 thang đĩa bộ mâm còn mới tinh thôi, mâm phanh. 2008, tên tư nhân. Em xe này thì đã ra tên đổi biển rồi, nhưng mà chất xe thì đẹp không lỗi. Bên em cam kết bằng văn bản với chị. Keo chỉ là zin, máy số zin hết. Ok chị nhá. Anh chị nào mình quan tâm mẫu xe này thì cứ alo trực tiếp vào hai số của em An, hoặc mình lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe, trải nghiệm xe. Và em An khuyến khích anh chị là khi mua xe thì mình chạy trải nghiệm để mình biết được cái xe đó ngồi sau tay lái thế nào và cái cảm giác lái sao, đúng không ạ? Hai ghế điện này. Chung là mới một em Camry 2008 này thì còn rất là đẹp, đúng không ạ? 14 năm sử dụng rồi, chất xe còn mới tinh luôn. Ok. Đó. 429 triệu và chị nào mình ưng mẫu Camry này thì alo cho em An, sẽ có giá rất là sát cho chị. Đăng kiểm của đến tháng 11 năm 2022 chị nhá. Tháng 11 2022 anh chị mới đi đăng kiểm lại. Và đây là phần khoang động cơ. Đấy. Động cơ thì em An cam kết cho chị là không đâm xô vào những cái chi tiết khung xương như thế này. Đấy. Những chi tiết khung xương là nguyên bản. Đấy. Tất nhiên với một chiếc xe 2008 thì cái máy nó sẽ phải có xuống, nhưng mà máy thì vẫn là zin nhé, chưa tháo mỏ. Đó, máy thì vẫn là zin. Đó. 429 triệu cho em Camry đây, 2008. Ok. Đó. Và chỉ là mình yêu một em sedan hạng D với tầm tiền này thì alo cho em An. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn anh chị rất là nhiều và em An xin được hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi video của em An cũng như siêu thị ô tô Bình Dương. Xin gửi lời chào, xin chào.